Thưa quý vị, liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không thuộc đối tượng thanh tra về bảo vệ môi trường theo kế hoạch thanh tra năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông tin xung quanh vấn đề này. Ngay sau khi xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh, các bộ ngành và các cơ quan liên quan đưa Formosa vào chế độ giám sát đặc biệt và nghiêm ngặt, đảm bảo không để tái diễn sự cố. Tổng hợp kết quả giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học cho thấy từ tháng 7 năm 2016 đến nay, nước thải, khí thải của Formosa trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt Nam. Kết quả quan trắc đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của dự án đảm bảo đạt quy định quy chuẩn. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra giám sát liên tục và định kỳ và đột xuất quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của Formosa, đảm bảo các nguồn chất thải phát sinh được thu gom và xử lý triệt để, đạt quy chuẩn Việt Nam quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.